Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 17 đến 18 tháng 5 năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Hà tổ chức hội thi Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách và Ngày sách Việt Nam năm 2019 với 38 đơn vị trường học ở bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn huyện tham gia. Hội thi diễn ra với hai nội dung xuyên suốt: tuyên truyền, kể chuyện theo sách và trưng bày, giới thiệu sách. Trong phần thi tuyên truyền, kể chuyện theo sách, có hơn 90 học sinh của 38 trường học tham gia. Bằng chất giọng truyền cảm, lối dẫn dắt câu chuyện tự nhiên, các em học sinh đã mang đến hội thi những câu chuyện cảm động về truyền thống hào hùng của dân tộc, về tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình, thầy cô, trường lớp. Những trang sách mở lối tri thức mới mẻ, bồi dưỡng tâm hồn cũng được các em giới thiệu bằng lối dẫn dắt phong phú, sinh động. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Hôm nay em đi kể sự tích cây vú sữa. Yêu thương mẹ, giúp đỡ mẹ, chăm ngoan, học giỏi. Ở nội dung trưng bày, giới thiệu sách, thông qua những cách sắp xếp trưng bày mô hình sách nghệ thuật độc đáo, sáng tạo, hàng ngàn cuốn sách báo hay về lịch sử, văn hóa, pháp luật, kiến thức các môn học ở các bậc học đã được giới thiệu đến hàng trăm độc giả là các em học sinh và nhân dân địa phương. Hôm nay em đến với cuộc thi, em giới thiệu cuốn sách Hạt giống tâm hồn dành cho tuổi teen. Trong cuốn sách này có rất là nhiều những câu chuyện mà em đọc được và em thấy nó rất là vui nên em đến đây giới thiệu cho các bạn biết. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 30 giải khuyến khích cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc ở các nội dung diễn ra tại hội thi. Trong đó, giải nhất phần thi tuyên truyền, kể chuyện theo sách thuộc về em Nguyễn Hoàng An Phúc, học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám và em Nguyễn Thị Thủy Tiên, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Giải nhất mô hình sách thuộc về trường tiểu học A Dừa, giải nhất tập thể thuộc về trường tiểu học Lê Văn Tám.